Chúng ta học cái bài kinh sang tham, tiếp theo là bài kinh lầm thai. Bài kinh lầm thai, xin các vị boss xem cái bài kinh lầm thai. Rồi, cảm ơn các vị. Thì ở bài kinh lầm thai này đó là cũng cái nhóm Quần Tiên Satulapa cũng xuống để mà hầu Phật, và họ cũng cũng đem chuyện bố thí để họ tán thán. Nhưng mà chúng ta thấy ở cái bài vừa rồi, trong cái bài sang tham ấy, thì Đức Phật ngài chỉ xác nhận cái câu nói của một vị trời trong đó, đó nghĩa là cho đã là quý nhưng cho lúc khó cho thì quý hơn. Xin làm ơn ghi giùm tôi cái câu nói đó. Lời lời kết của Đức Phật trong kinh sang tham là bố thí là việc đáng quý, nhưng đáng quý hơn nữa là sự hy sinh để bố thí, tức là cho cái khó cho. Nhờ vậy hả, sẽ được cái khó được. Đó, tạm anh ghi lại cái lời kết dịnh đó. Bố thí thì bị đáng quý, nhưng mà đáng quý hơn nữa là sự hy sinh để bố thí. Cho nhờ vậy sẽ được cái khó được. Đây là những cái điểm mà đặc biệt mà mình phải lưu ý trong bài kinh sàng tham. Và một điều đặc biệt nữa là mới ghi tôi cái nói hồi nãy đó, đó là để ghi kết cho những cái người mà họ đang lờ mờ, họ đang buồn ngủ đó, đó là mỗi việc, mỗi cái nghiệp thiện ác nó sẽ tạo ra quả báo cho đời sau. Và chính cái quả báo đó đó, nó lại là môi trường cho một cái thứ tâm lý, một cái thứ nhân cách. Mà cái thứ tâm lý, thứ nhân cách đó điều kiện để tạo ra những cái nghiệp thiện ác tương ứng. Cái này mới đáng sợ rồi. Dạ, ghi thêm nữa. Mỗi nghiệp thiện ác sẽ tạo ra quả báo đời sau. Và cái quả báo đó nó chính là cái môi trường để hình thành nên một cái nhân cách, một cái thứ tâm lý tương ứng. Và cái thứ nhân cách đó, thứ tâm lý nó sẽ là nền tảng cho những cái nghiệp khác tương ứng. Có nghĩa là cái này nó nuôi cái kia. Đấy, cái vấn đề đó này nó nuôi cái kia. Rồi, bây giờ qua bài kinh tiếp theo là bài kinh lầm thai. Chúng ta đọc kinh mà chúng ta đọc bằng một cái tâm trạng như vậy đó thì kinh nào cũng hay hết. Tôi xin hứa như vậy. Nếu mà đọc kỹ, mà đọc sâu như vậy thì kinh nào cũng cũng quan trọng hết. Chứ còn nếu mà kinh mình đọc hết là mặt chữ thôi đó, như thế là bài kinh này các vị kêu gọi sự bố thí và Đức Phật cũng tán thán sự bố thí. Nếu mình hiểu như vậy thì nghèo quá, gia tài của bố để lại là đủ thứ hết, cả một cái rừng hoa trái, cả một cái kho tàng kim cương. Mình liếc mắt qua giống như một cái liếc nhìn của một anh nông dân dốt nát, không có một cái ý niệm thẩm mỹ, không có biết cái gì là trân châu bảo thạch thì uổng quá nha. Và nó rất là uổng, bệnh kinh nó sâu mà. Quả báo đó chính là môi trường tâm lý cho, phải thêm nữa, cho môi trường tâm lý cho những cái nghiệp thiện ác tương ứng. Phải thêm cái đó nữa là môi trường trời, cái người này biết tội nghiệp quá. Cái môi trường đó, cái quả báo đó chính là môi trường để hình thành nên một thứ nhân cách và tâm lý nào đó. Và cái đó nó lại là nền tảng cho những nghiệp thiện ác tương ứng. Tôi không biết các vị có nghe kịp tôi nói nhanh lắm hay không. Ở bài kinh lành thai này thì sao, thì họ cũng vẫn, các vị trời này vẫn tiếp tục tán thán sự bố thí. Ôi, họ nói đủ điều hết, họ nói là bố thí như vậy là sẽ được, bố thí như vậy là sẽ được sung sướng. Ôi, họ nói tùm lum hết nha bài kinh. Dạ, cảm ơn. Cái bài kinh tiếp theo là bài kinh lành thai đó, thì nội dung nó y chang như bài kinh trước vậy đó. Có nghĩa là các vị thay phiên nhau nhưng mà trình lên Đức Phật cái suy nghĩ tâm đắc của mình về cái hành bố thí, như vậy thôi. Các vị thay nhau đọc hầu Đức Phật những cái điều tâm đắc của mình về cái pháp bố thí. Ở đây cái lời kết của Đức Phật, lời kết của Đức Phật, lời kết
của Đức Phật trong kinh lần hai là: bố thí với niệm, làm ơn ai, tiếng nhanh tiếng dịch nha, tôi con mắt tôi tại cái chỗ này, cái đèn trong phòng của thầy trụ trì của ta bị hư, nó mới chết rồi chứ. Thầy thì vắng nhà, cái đèn thì nó bị hư cho nên tôi chỉ dùng ánh sáng của cái màn hình thôi nha, tôi chỉ dùng ánh sáng màn hình đánh, thì mỗi mặt có cái việc đánh dùm tôi. Lời kết của Đức Phật trong kinh lầm hai là: bố thí với cái niềm tin. Đấy, hồi nãy các vị còn nhớ bài kinh trước tôi nói không? Có nghĩa là mình ngồi trên xe mà người ta cứ lấy cái tay để gõ lên cái kính xe hoài, người ta xin mình quê quá không cho nó dở, thì cũng đáng móc ra mà cho nó, không phải là cho, không phải là bố thí với niềm tin. Còn bố thí với niềm tin có nghĩa là lúc mình bố thí thì không phải là mình cầu lung tung, nhưng mà mình trước khi bố thí mình đã là một người có niềm tin trong biết nhân quả nha. Có nhiều người hỏi tôi nói sao cái định nghĩa trong kinh nghe này kỳ kỳ, ví dụ như là bố thí mà có niềm tin, nghĩa là lúc mình bố thí mình tin vô trong nhân quả, thì nói như vậy thì kẹt quá, lúc đó ta đâu có nghĩ nhiều nhân quả đâu. Tôi xin nhắc lại nha, bố thí mà đúng mức là đúng bố thí có nghĩ đến quả báo, tôi xin thưa chưa chắc. Có lúc mình nghĩ đến quả báo, nhưng có lúc mình không có nhớ, mình chỉ vui, mình chỉ hoan nghĩ khi thấy có mấy vị sư lạ lỡ đường ghé ngang nhà mà mình cúng dường thấy mình bị ăn thấy ngon miệng mình vui quá, đúng, mình đâu có nghĩ đến quả báo đời sau kiếp khác. Nhưng mà trong trường hợp đó vẫn có cái kiến thức, có cái hiểu biết về quá khứ, về nghiệp báo. Là tại sao? Vì trước khi các vị sư đó đến nhà mình đã là người tin lý nghiệp báo đấy, cho nên lúc mà mình bố thí cho các vị mình không có nghĩ đến, nhưng mà đó vẫn được xem là công đức của một người tin những cái quả báo của bố thí nha. Cho nên ở đây Đức Phật ngày dạy rằng bố thí với lòng tin thì tốt lắm, tuy nhiên này phải biết một mực đỏ. Trong các hạng bố, trong các hạnh bố thí đó, thì pháp thí là tối thượng. Tôi thưa bà con liếc thì bản tiếng Việt giùm tôi nha, bản tiếng Việt đó, có một cái chữ pháp cứu không có gì ác hơn cái này, không có gì mẻ hơn chỗ này. Bố thí với lòng tin được tán tán nhiều mặt, nhưng mà có pháp hơn bố thí, pháp ấy là pháp cứu. Các vị nghe, các vị còn nghe không? Pháp ấy là pháp cứu. Thì ở trong bản Pali đó là tham mắt bà đấy, cái chữ tham mắt bà đá ở đây nha, các làm ơn ai ghi nó ghi giùm tôi nha. Cái chữ pháp cứu ở đây đó là chết rồi, pháp cứu mà đã vậy trong bản in tiếng Việt họ lại in thành chữ lớn nữa, cho nên là bà con rất là dễ hiểu lầm. Pháp cứu ở đây là kinh pháp cứu, không phải, mà là thế này: bố thí thì tốt lắm, nhưng mà trong tất cả pháp bố thí, cái câu tôi dịch lại, bố thí bằng niềm tin thì rất tốt, nhưng trong các cách bố thí có cách pháp thí là tối thắng. Có nghĩa là cho gì thì cho, làm ơn làm ơn thăm mắt bá đá chứ không phải là bà đó nghe, thăm mắt bá đá. Rồi tôi xin van xin cầu khẩn các vị hãy đi vào ở trong, nếu mà biết đọc được tiếng Đức thì các vị đánh giùm tôi cái chữ Pali Canon nhé, rồi đánh giùm tôi cái chữ này nữa là Sanjuta Nikaya, tức là tự bộ kinh đấy. Thì vào trong đó các vị đọc cái chỗ này là người ta là dịch là cái chữ gì, người ta dịch là what the quiet quiet, có nghĩa là cái chữ ba hai thì này tự là cái nghĩa là dịch sát cái chữ tham ma là pháp đó, có nghĩa là cái lời chân lý, cái lời mà nói theo chân lý, cái chữ này nếu mình dịch gọn là đạo lý hay là chân lý. Trong bản tiếng Anh cũng vậy, trong bản tiếng Anh thì các vị vào ở trong cái trang mà bảo tôi giới thiệu với trong trong bà con mình còn nhớ cái trang đó không ta, quên mất rồi,
Bây giờ tôi phải đi tìm cái trang này cho bà con, bà con liên lạc tôi tìm à, tự tìm đi. Sanyutta Nikaya. Đây, các vị vào ở trong cái trang đây, các vị vào tôi cái trang này. Đây là ai mà đọc tiếng Anh hết thì làm ơn dòm tôi cái bài này. Đây là cái trang đây đó, cứ đánh www.lirs.ru thì vào trong đó đó thì các vị sẽ thấy cái bản dịch của người ta không hề nhắc gì tới kinh Pháp Cú hết, mà cái chữ Pháp Cú, cái chữ Dhammapada đây có nghĩa là một câu pháp. Mặc dù cái chữ Pháp Cú á, cú cũng là cú, có nghĩa là câu, nhưng mà khi mà mình đọc ở cái điểm mình thấy có pháp hơn bố thí, pháp ấy là pháp cú thì nghe nó kỳ lắm. Có pháp hơn bố thí, pháp ấy là pháp cú, thì mình cứ tưởng là thứ nhất mà tưởng pháp cú đây là cái tên pháp cú, tên cuốn kinh Dhammapada. Thứ hai, có pháp hơn bố thí thì nghe nó kỳ lắm, tức là cái pháp đó, đó nó hay hơn pháp bố thí không phải, mà ở đây đó là trong các hạnh bố thí đó thì cái bố thí pháp là số 1, dù chỉ là một câu thôi, miễn là cái câu đó liên hệ đến Niết Bàn nha, có dẫn đến Niết Bàn. Tôi nghĩ ngày mai này các vị sẽ thấy cái đó ở trên 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 cái trang Việt Theravada, nhưng mà đêm nay thì tôi chỉ ghi cái câu này cho các vị, cái câu chú giải này, cái câu chú giải này, câu cú ở đây nói câu cú đây là cái gì. Đây gọi là Niết bàn nó sang kha tăng, Niết bàn nó sang kha tăng ấy, tham mắt bắt đắc mì bác, tham mắt bắt đắc mì bác ấy, xây vô có nghĩa là dầu bố thí gì đi nữa thì chỉ một câu pháp thôi có liên hệ đến cứu cánh Niết Bàn thì vẫn được xem là tối thắng trong tất cả các cái cách bố thí. Chỉ cần một câu pháp mà có thể có cái nội dung là hướng dẫn người ta đến cái cứu cánh Niết Bàn đó thì cái bố thí đó đó được gọi là tối thắng. À, cái câu nó phải hiểu như vậy. Như vậy thì cái câu tiếng Việt mình phải dịch là thế này, có nghĩa là bố thí với lòng tin đó, thì đúng là đáng được tán thán, nhưng không có bố thí nào, nhưng mà không có cái thứ bố thí vật chất nào mà sánh bằng được pháp thí dầu chỉ một câu. Bởi vì từ ngàn xưa thì các bậc trí tuệ làm gì, nói gì, nghĩ gì thì luôn luôn đặt cái cứu cánh Niết Bàn lên lên vị trí cao nhất. Đó chính là cái đó là cái bản dịch mới nhất của cái bài kệ này, của cái lời kết Thế Tôn trong cái bài kinh Lầm Than nha. Thì ngài giải thế này, tại vì cả một đám ai cũng hè nhau mà khen mà tán dương tán thán và cái hạnh bố thí, thì Đức Phật ngài đúc kết như vậy. Ở cái bài kinh trước thì ngài đúc kết cho vừa lòng họ, thì họ nói rằng bố thí là quý lắm, nhưng mà bố thí mà bằng cái sự hy sinh trong cái hoàn cảnh khốn khó thì cái quả báo thì nó mới đáng quý đáng trọng, và quả báo được nó gấp ngàn lần bố thí trong cái cơn mà trong lúc bình thường dễ dàng thuận lợi. Đức Phật cũng đồng ý, ngài xác nhận là y chang như vậy, ngài cũng nói đúng rồi, bố thí là quý lắm, hay lắm, nhưng mà cái bố thí mình bằng cái sự hy sinh ấy, thì nó càng đáng quý hơn. Nhưng ở bài kệ Lầm Than này thì lại khác, ở bài kệ Lầm Than này thì ngài đúc kết bằng một cái câu nói khác, đó là dầu bố thí gì đi nữa thì một câu pháp, một câu nói pháp mà có nội dung là hướng dẫn người ta đạt đến cứu cánh Niết Bàn thì cái pháp bố thí đó, cái bố thí đó được xem là tối thắng. Xin bà con nhớ dùm cái đó nha, cái chữ pháp ấy là pháp cú, pháp cú mà viết chữ lớn như là chết rồi. Ở đây thật chữ tham có nghĩa là một câu pháp, một lời nói pháp, một câu giảng đạo có nội dung hướng đến Niết Bàn, đúng chưa? Rồi bây giờ biết mấy giờ được, biết bây giờ là 11:36, 1:36 dạ rồi. Kinh lần hai là chắc đêm nay tôi giảng như này đủ rồi, quá chắc như đủ rồi. Cái bài kinh thứ hai rất là độc đáo, nhưng mà tôi không muốn đi
Thêm nữa là bởi vì là ngày mai đó chúng tôi sẽ giảng liên tục ngày mai chúng tôi sẽ giảng liên tục là 4 bài. Ngày mai có thể, nếu mà ngày mai nếu mà tôi ok, tôi sẽ giảng 4 bài. Ngày mai có thể giảng 4 bài, đó là bài 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 bài, bài. Chúng không phải ha, bài đó nội dung thú vị, mà có một điều cái bài này là cái bài này á, là có cái nội dung giống hệt như cái bài bài kinh Samatthi. Bài kinh giống như cái gì? Nói chung là ngày mai đó là mình sẽ giải quyết một số chữ khó, chứ còn tạm thời thì ngoài một vài chữ khó thôi thì những câu kệ này là những câu kệ mà bà con không có thấy khó khăn lắm đâu. Tự tự dụng kiến thức Việt ngữ của mình có thể đọc được, đọc được. Nếu có học chút ít Aadi Đàm thì ok. Mấy cái bài này không có gì khó khăn. Lâu lâu nó có những cái bài mà nó đặc biệt là khó khăn thì nó mới là một thách đố lớn mà là thú vị. Ok, xin hẹn lại các vị Phật tử ngày mai, và nếu chư tăng còn ở trong trong còn xin đảnh lễ chư, từ biệt chư tăng và xin cúi đầu tri ân cái sự có mặt của các ngài đã thêm lửa cho một lớp học lạnh giá. Bởi vì lạnh giá là vì con giảng mà con không thấy mặt một người Phật tử nào hết, nhưng mà khi con biết có chư tăng ấy, thì con có cảm giác giống như là mình đang nói chuyện trong chùa vậy đó. Nhà trong đó có những vị thầy tổ, có những vị đại sư huynh, có những vị sư đệ, có những người Phật tử đã quen, vừa quen và chưa quen. Mới gì trong một cái bối cảnh mà có đại chúng như vậy thì con hy vọng rằng với đức chúng như hải thì các ngài cho công đức bằng một sự tùy hỷ đó, thì cái lớp học sẽ được trường thọ hơn. Và con mong rằng là nếu một ngày mà con giảng trung bình là 3 bài đó thì 10 ngày đó là mình được 30, mà một quý là mình được 100, mà như vậy 1 năm đó, thì mình trừ ra hết mình được 1 năm, mình được 3 quý mình được cái non 1.000 bài, non 1.000 bài mà cái tương ưng bộ kinh nữa tới 7.000 bài.